Ngày 1 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết dự kiến mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Mai Xuân Thành, 27 tuổi, Dương Đại Trí, tức Trí Nhảm, và 92 đồng phạm về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng vào ngày 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Do vụ án có nhiều bị cáo và việc trích xuất đến tòa khó khăn nên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Các bị cáo tham gia phiên tòa tại trại tạm giam Chí Hòa T30. Theo cáo trạng, vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Hồ Chí Linh, 30 tuổi, đứng xem một nhóm phụ nữ đánh nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Nghi ngờ do nhóm của Thành thực hiện, Linh gọi một số người chuẩn bị hung khí để trả thù. Tối ngày 4 tháng 7, Linh cùng đồng bọn mang hung khí đến nhà Thành, chém Thành bị thương và đập phá đồ đạc. Xem lại camera, thấy Vương Tấn Phát có tham gia vào vụ đập phá cùng nhóm của Linh. Thành nhắn tin trong nhóm Long Gia trên Facebook, tập hợp đồng bọn tìm Phát trả thù nhưng không gặp. Biết tin, Phát điện thoại nhờ Trần Thanh Tuấn, tức Tuấn B, tìm người, chuẩn bị hung khí để đối phó. Tối ngày 5 tháng 6 năm 2020, Thành, Trí Nhảm và hơn 60 thanh niên mặc áo màu cam mang hung khí đến quán nhậu Ốc Hương ở phường An Lạc A tìm đối thủ gây náo loạn đường phố. Tại quán Ốc Hương, băng áo cam không thấy đối thủ mà thấy anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Tưởng anh Long quay clip, Thành hô hào đàn em xông vào đập phá quán và đâm anh Long khiến anh bị thương tích 35%.